với cái thiết kế hiện đại và sang trọng phù hợp với mọi không gian, nên chúng ta có thể sử dụng để trình chiếu hình ảnh kỷ niệm gia đình này và phát lại các cái đoạn media quảng cáo cho siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, hoặc cũng có thể làm quà tặng cho các cái dịp đặc biệt nha. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Điện tử Thái Thắng. Thì Điện tử Thái Thắng chuyên bán những cái mặt hàng về những thiết bị quang học cũng như những thiết bị điện tử đến từ những hãng nổi tiếng trên thế giới. Và ngày mai thì mình sẽ giới thiệu một cái thiết bị điện tử như thế. Đó chính là cái khung ảnh điện tử nhé. Khung ảnh điện tử này thì chạy hệ điều hành Android và nó có thể bắt được Wi-Fi, Bluetooth để chúng ta có thể hình ảnh trực tiếp từ điện thoại qua nhé. Với cái thiết kế hiện đại và sang trọng phù hợp với mọi không gian, nên chúng ta có thể sử dụng để trình chiếu hình ảnh kỷ niệm gia đình này và phát lại các cái đoạn media quảng cáo cho siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, hoặc cũng có thể làm quà tặng cho các cái dịp đặc biệt nha. Thì cảm quan là bên ngoài thì chúng ta có thể thấy là cái khung ảnh này nó có cái viền nó khá là dày. Tại sao là như vậy? Vì ở trong những cái triển lãm ấy thì chúng ta cũng có thể thấy là những khung ảnh cổ điển của nó thì nó cũng có khung dày như này. Nhà sản xuất đã tạo ra những cái khung ảnh mà nó viền dày như này để cho giống những cái khung ảnh cổ điển, trông nhìn rất là đẹp và sang trọng. Nếu chúng ta treo tường hay là chúng ta để trên bàn thì sẽ giống một cái khung ảnh bình thường. Đây là cái dòng chạy hệ điều hành Android, tức là nó vừa có chức năng giống như là một cái khung ảnh mà vừa có một cái chức năng giống như là cái máy tính bảng thông thường. Đấy. Làm gì có một cái máy tính bảng nào lớn như thế này, đúng không? Mà nó lại giá của nó lại rẻ. Nếu so với một cái máy tính bảng mà có màn hình là 21,5 inch này thì cái này nó rẻ hơn rất là nhiều nhá. Thì sản phẩm bao gồm cái này cái chống để bàn nhá. Đây là để bàn. Còn cái này là cái adapter của nó này. Đó. Dĩ nhiên là nó cũng có hộp. Và cái hãng sản xuất của nó là cái Transsem của Đài Loan. Đây chúng ta có thể nhìn ra mặt phía bên đằng sau này nhá. Tem này. Và chúng ta có thể bắt lên tường nhá. Vừa bắt lên tường mà chúng ta vừa có thể để ở trên bàn. Đấy. Đằng sau này có loa này. Thì nó vừa có thể chạy hình ảnh, rồi là âm thanh, video, ca nhạc, rồi chạy lịch các kiểu nhé. Còn đây là các cái cổng kết nối của nó. Chúng ta có cái một chỗ để nhét thẻ SD này. Rồi là có để chỗ cắm tai nghe này. Đấy, có chỗ để cắm USB này, cắm dữ liệu này. Còn đây là cái chân nguồn nhá. Đấy, chúng ta sẽ cắm nguồn vào đây. Đây thì mình đã bật cái sản phẩm khung ảnh Android 21,5 inch đây rồi nhá. Đây là đang quay qua một cái máy ảnh nên là cái chất lượng của nó sẽ giảm đi một lửa so với chúng ta nhìn bằng mắt thường nữa. So với chúng ta nhìn bằng mắt thường thì nhìn bằng mắt thường nó sẽ nét hơn rất là nhiều. Nên là quý vị muốn nhìn cái hình ảnh thực tế của nó thì có thể đến hai địa chỉ ở Hà Nội và Sài Gòn, showroom của Điện tử Thái Thắng nhé. Đây chúng ta có thể thấy nó giống như một cái màn hình tablet chạy hệ điều hành Android 6 nhé. Vì đây là cái khung ảnh, chúng ta không cần phải một cái hệ điều hành nó quá cao. Chúng ta chỉ cần chạy ảnh và làm một số các tác vụ khác thôi. Đây, chúng ta có phần setting này, Chrome này, vào mạng này, rồi là cái phần file là chúng ta có thể duyệt các file này. Và đây là vào app nhé. Đây chúng ta có thể vào nhiều app khác nhau. Và chúng ta cũng có thể download các cái file APK về để chúng ta cài lên cái sản phẩm khung ảnh này. Cài đặt rất là dễ dàng nhé. Đây ví dụ ta mình đã download một số phần mềm, ví dụ như là cái phần mềm thư viện này, để chạy các ảnh này. Đấy. Và đây có rất là nhiều hình ảnh khác nhau này. Chúng ta sẽ thử xem video trước này. Ở đây có thể tăng giảm cái volume này. Đấy. Tăng giảm volume này hoặc là tăng giảm cái độ sáng của nó nhé. Hình ảnh của nó là Full HD, cực kỳ sắc nét luôn. Nhìn ở ngoài sẽ nét hơn khi chúng ta quay qua cái máy ảnh này nhé. Đó, rất là sắc nét luôn. Bây giờ mình sẽ đến thử cái slideshow ảnh. Đấy, chúng ta có thể slideshow. Ảnh cực kỳ sắc nét luôn. Đó. Tràn viền luôn, không hiện cái các cái nút ở đây. Đấy, quá đẹp. Đấy, hoặc là chúng ta có thể dùng tay chúng ta di chuyển như này, cực kỳ mượt mà luôn. Ngoài ra thì trong cái phần mềm, trong cái app này thì chúng ta có thể cài đặt phần setting này. Thì chúng ta sẽ có nhiều cái cài đặt hơn. Chúng ta có thể cài đặt cái thời gian mà chuyển slideshow này. Đây là thời gian này. À, thời gian nó sẽ ở đây nhé. Thời gian này là 3 giây này. Đấy, 3 giây một ảnh này. Rồi là các cái chế độ khác nhau. Đấy, các cái thể loại chuyển cảnh khác nhau. Ví dụ như là ở đây có random là các cái ngẫu nhiên. Rồi là các cái là mờ dần này. Rồi là slide này. Đấy, rồi là hình lập phương này. Đây mình thử sử dụng cái
Cuba này nhá, là cái lập phương, tức là nó sẽ chỉ chuyển cái kiểu lập phương thôi. Đấy, bây giờ nó chỉ chuyển kiểu lập phương thôi, rất là đẹp luôn, hiệu ứng rất đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần setting nhá. Phần setting nó làm gì ở đây? Chúng ta sẽ xem là cái đây, chúng ta có thể kết nối wifi này, rồi là bluetooth này. Bluetooth thì chúng ta sẽ có thể chuyển những cái dữ liệu từ điện thoại trực tiếp qua đây mà chúng ta không cần phải thẻ nhớ hay là không cần phải cắm USB nữa. Đây, wifi thì chúng ta có thể bắt wifi ở đây nhá. Đây, chúng ta có thể cài đặt những gì mà giống như một cái máy tính bảng thông thường. Nó ít chức năng hơn nhé. Ít chức năng hơn một máy tính bảng. Thì cái này nó chủ yếu tập trung cái tính năng của nó là cái giống như là một cái khung ảnh, nên là nó sẽ ít chức năng hơn. Và cái hệ điều hành của nó cũng thấp hơn. Nó là hệ điều hành Android 6 nhé. Thì chúng ta có thể vào mạng này. Đấy, chúng ta có thể đánh điện tử tài thắng ở đây nhé. Đây, chúng ta có thể vào cái khung ảnh này. Đấy, điện tử tài thắng.com hoặc là điện tử tài thắng.com.vn. Thì mọi người có thể vào đây để xem các cái thể loại khung ảnh khác nhau hoặc là các cái sản phẩm khác nhau của điện tử tài thắng nhé. Đấy. Hoặc là chúng ta cũng có thể vào YouTube chẳng hạn. YouTube để chúng ta tìm cái kênh điện tử tài thắng nha. Chúng ta có thể mua khung ảnh này về để vào kênh điện tử tài thắng này để subscribe, đăng ký kênh, ấn thích, ấn chia sẻ này, đấy, các kiểu. Tiếp theo là cái đây là cái độ nhạy của do tất cả kim loại nhé. Mọi người có thể vào đây để tính toán này. Xin code các kiểu nhé. Các kiểu vẫn là điều như một máy tính bảng bình thường. Lịch này, có thể để lịch để bàn này. Đấy, giống có thể là bật nhạc. Chúng ta có thể vừa chạy nhạc này, vừa chạy ảnh được nhá. Đó. Bây giờ mình sẽ thử kết nối cái Bluetooth để chúng ta sẽ thử gửi ảnh từ điện thoại sang nhá. Mình sẽ thử ghép nối. Đó, đã ghép nối được. Bây giờ mình sẽ thử chuyển ảnh qua nhá. Đây, ví dụ mình gửi cái ảnh đèn này qua đi. Qua Bluetooth này. Đó, chúng ta sẽ nhận cái ảnh ở đây nhá. Đây, chúng ta có thể kéo xuống này. Và bây giờ trong này sẽ có ảnh đây rồi nhá. Đấy, chúng ta đã có ảnh rồi nhá. Đấy, rất là hay. Và để tham khảo tất cả các khung ảnh điện tử thì mọi người có thể lên trang điện tử tài thắng.com hoặc gọi vào hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Bên mình sẽ tư vấn tận tình và gửi hàng đến tận nhà cho mọi người. Mọi người có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.